Sáng ngày 19 tháng 2, Ủy ban bầu cử huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị để rà soát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Nguyễn Văn Hiếu và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam chủ trì hội nghị. Đến thời điểm này, các địa phương đang tập trung hoàn thành việc giới thiệu nhân sự đưa vào danh sách ứng cử để bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thị nhiệm kỳ 2021-2026. Nhìn chung, công tác giới thiệu, lựa chọn nhân sự đều đảm bảo số lượng, thành phần, cơ cấu. Quá trình lựa chọn nhân sự được các xã thị thực hiện đúng theo luật định. Một số địa phương gặp khó khăn do số lượng phân bổ đại biểu lần này giảm so với nhiệm kỳ trước, nên quá trình giới thiệu nhân sự không thể cơ cấu đầy đủ hết các thành phần. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu các địa phương trong quá trình giới thiệu nhân sự phải là những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Chậm nhất vào ngày 22 tháng 2 phải hoàn thành công tác giới thiệu nhân sự đúng theo quy định, đảm bảo tỷ lệ thành phần cơ cấu. Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện cũng giao cho các thành viên trong Ủy ban bầu cử huyện bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn ngay tại cơ sở. Các địa phương chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.